Chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng nhau trở lại với những tin tức mới nhất của Showbiz Việt, kỷ lục mới nhất của Sơn Tùng MTP. Sơn Tùng MTP, nam ca sĩ sở hữu nhiều kỷ lục V-pop với các bản hit của mình. Mới đây, anh ghi thêm một thành tích nữa khi sở hữu nhiều ca khúc vượt qua con số 10 triệu lượt stream. Thời gian vừa qua, Sơn Tùng MTP không ra sản phẩm âm nhạc mới. Trước đó, anh dành thời gian để sản xuất nhạc cho gà cưng của công ty mình là Cation. Tuy vậy, những bản hit cũ của nam ca sĩ vẫn liên tục lập nhiều kỷ lục mới. Mới đây, Sơn Tùng MTP trở thành ca sĩ V-pop có nhiều bản hit trên 10 triệu lượt stream, tức là phát trực tuyến nhất, khiến fan hâm mộ của anh không thể không vui mừng. Cụ thể, Sơn Tùng MTP đã có 4 ca khúc cán mốc con số này là Chúng Ta Của Hiện Tại 15,9 triệu, Hãy Trao Cho Anh 15 triệu, Có Chắc Yêu Là Đây 11,5 triệu và Muộn Rồi Mà Sao Còn 10,2 triệu. Với thành tích này đã giúp Sơn Tùng MTP trở thành nghệ sĩ Việt Nam có nhiều bài hát trên 10 triệu lượt stream nhất trên nền tảng nghe nhạc quốc tế. Có được thành công này phần lớn là do sản phẩm âm nhạc của Sơn Tùng MTP hợp xu hướng của khán giả Việt và quốc tế. Cách đây không bao lâu, Sơn Tùng MTP chính thức trở thành ca sĩ Việt Nam đầu tiên cán mốc 14 triệu người theo dõi trên Facebook. Ngoài ra, Sơn Tùng MTP cũng là nam ca sĩ Việt có nhiều người theo dõi hàng đầu trên các nền tảng khác nhau như là YouTube, Instagram và Twitter. Đây được xem là thành tích khủng đối với một ca sĩ Việt nói chung và Sơn Tùng MTP nói riêng, đặc biệt ở bảng xếp hạng 10 nhân vật ảnh hưởng nổi bật trên social media hàng tháng đều có sự góp mặt của anh. Trong khi đó, hiện các ca sĩ như Trách, Subin chỉ mới đạt hơn 2 triệu lượt theo dõi trên fanpage, còn Hoài Lâm chỉ đạt khoảng 1,5 triệu lượt theo dõi. Ngoài số ảnh hưởng trên mạng xã hội Facebook, Sơn Tùng MTP còn là ca sĩ nắm giữ kỷ lục ca sĩ Việt có nhiều MV vượt mốc 100 triệu nhất V-pop. Cụ thể, hiện tại anh đang có đến 9 sản phẩm đạt cột mốc này như Em Của Ngày Hôm Qua, Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau, Buông Đôi Tay Nhau Ra, Lạc Trôi, Nơi Này Có Anh, Chạy Ngay Đi, Hãy Trao Cho Anh, Có Chắc Yêu Là Đây, Muộn Rồi Mà Sao Còn. Trong đó, MV mới nhất của anh là Muộn Rồi Mà Sao Còn là MV có tốc độ cán mốc 100 triệu view nhanh thứ hai của Sơn Tùng. Sau Hãy Trao Cho Anh, mất 15 ngày, giữ kỷ lục top 1 V-pop từ năm 2019 đến nay. Đặc biệt, kênh YouTube hiện tại của nam ca sĩ cũng gần cán mốc 10 triệu lượt theo dõi, tiêu chí để đạt nút kim cương. Cách đây không bao lâu, Sơn Tùng MTP dính nhiều ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm với Hải Tú và Thiều Bảo Trân. Dù không lên tiếng xác nhận mối quan hệ này, tuy nhiên anh vẫn bị không ít khán giả